Xin cảm ơn bạn Hương đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Vì ở trẻ em 5 tuổi là cái bệnh này là bệnh hiếm gặp ở những cái cháu bé. Tuy nhiên cũng có thể có một số tỷ lệ rất thấp là gặp. Và bé nhà bạn là bị cái u hắc bào ở cánh tay phải và đã được phẫu thuật. Và các bác sĩ ở bệnh viện ca đã phẫu thuật rất rộng rãi. Và sau khi xét nghiệm lại thì của bạn không có di căn cho nên không cần phải điều trị. Thì tôi cũng xin trả lời là đối với cả cái bệnh này, nó đối với bệnh của bé thì có thể đây là cháu là trước đấy. Ở đây thì thông tin tôi không thấy có rõ ràng, nhưng tuy nhiên có thể là cái nốt ruồi này đã có từ hồi bé, và khi cháu lớn lên thì cái nốt ruồi nó phát triển nhanh, cho nên là chúng tôi sẽ nghi ngờ là có thể nguy cơ là chuyển sang độ ác tính. Vì ở trẻ con ý, thì vẫn có các cháu là có những cái rối loạn sắc tố và rối loạn sắc tố đen, cho nên ở trên da cũng có thể có một số những cái bớt đen hoặc là những cái nốt ruồi đen. Và cái tỷ lệ chuyển ác tính theo thời gian thì thường là sau 5 đến 10 năm thì cũng có một tỷ lệ nhỏ, khoảng 3%. Và ở những cái nơi mà ví dụ như là những nơi mà có nhiều tia nắng mặt trời, ví dụ như Úc chẳng hạn, thì người ta thấy rằng là có đến độ khoảng là 10% là những cái cháu mà có những cái rối loạn sắc tố về sau là có thể có nguy cơ chuyển thành gọi là bệnh ung thư hắc tố. Tuy nhiên thì đối với cháu thì hiện tại là bây giờ cháu đã được phát hiện sớm và mổ gọn và mổ cắt rộng rãi, thì cái này của cháu sẽ theo dõi. Và trong quá trình theo dõi thì cháu nên theo dõi xem là mình có những cái bớt sắc tố hoặc là những cái mảng đen xuất hiện mới hay không, hoặc là cũng có thể là ở tay ấy, thì cháu cũng có xem là có những cái tổn thương hạch hoặc là có những cái u cục bất thường, mà đặc biệt là những cái u cục thay đổi màu sắc, thì cũng nên đi khám sớm mặc dù là chưa đến ngày hẹn khám định kỳ, thì để phát hiện sớm và sẽ giải quyết sớm cho cháu. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.